Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Hôm nay thì bên em vừa về được một lô, đó là lô loa bãi full 30. Và đây là một trong những cái lô mà em ưng ý nhất. Thứ nhất đó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi, Martin Audio. Và thứ hai đây là một cái hàng mà nhập khẩu nhá, xuất châu nhá. Đây là một thương hiệu, đó là Martin, thương hiệu của Anh Quốc. Và các bác biết rồi, hàng xuất châu nó sẽ như thế nào thì bây giờ các bác cùng đi theo dõi cho em. Lô loa bãi này nhá, được sản xuất cách đây từ rơi vào tầm từ 7 đến 8 năm. Đấy, vừa về đến đây em chưa bông má tí gì luôn. Đấy, lưới có thể han. Đấy là logo Martin này. Đấy, con này là model đó là F12. Đấy. Một lô này, và các bác cùng xem cái quá trình của bên em làm hoàn thiện con này và vệ sinh cho con này nó đẹp hơn đấy, để cho bác đến đây, nếu mà các bác nào gần nhận đây, nếu mà mua những cái sản phẩm này, muốn mua hàng nhập khẩu đấy, Martin xịn luôn, chính hãng xịn luôn, thì các bác đến đây chọn những cái đôi loa đẹp nhất ra, và muốn bên em mông má lại cho nó đẹp hơn thì bên em có thể làm cho nó đẹp hơn và cứ đánh dấu đôi vào. Như hôm trước có một bác đến cửa hàng em là đánh dấu trước rồi đấy, thì các bác cứ đến đánh dấu vào đấy. Con này thì nói chung là về cái chất âm không phải chê nữa thôi. Về giá cả của con này thì em sẽ thông báo cho bác, và quy trình lần lượt thì các bác cứ theo dõi hết tất cả video. Em sẽ cho bác thứ nhất này sẽ có một cái video này tháo nội thất này, thứ hai này sẽ có video, rất là nhiều video test chất âm của nó này, thứ ba là sẽ có những cái video mà bên em sẽ làm quay lại những cái công đoạn mông má lại để làm sao cho nó đẹp nhất có thể, và đảm bảo cho các bác rằng cái lô loa này chỉ có 12 đôi, và lô loa này là lô loa zin của bên em luôn, zin chuẩn luôn, phân tần gỗ đấy, và trên những chiếc bát loa và chiếc tép ấy đều là nhập khẩu make in hết, make in của những cái nước của châu Âu như Italy hoặc là Anh Quốc đấy. Thường là những cái loa này thì là loa thương hiệu Martin, nhưng mà những cái chất lượng của như là tép và bát này này thì sẽ nhập khẩu đấy, nhập khẩu vẫn là xuất châu Âu hết. Những cái đôi loa này ấy, nếu mà mới ấy, thì nó sẽ phải rơi vào tầm mấy chục triệu, và bây giờ gần như là không còn nữa, chỉ còn loa bãi. Em để ý là trên những cái bát loa này nhá, em đã theo dõi lô trên những cái bát loa này thì nó được sản xuất từ năm 2013 hoặc là 2014. Đấy. Thì các bác nên lưu ý là nếu muốn chơi những dòng loa xịn mà loa bãi thì các bác lên chơi những cái dòng này. Thứ nhất ấy, giá thành nó sẽ thấp đi. Thứ hai ấy, các bác chơi kể cả chơi đến thật lâu đi chăng nữa, nó chỉ được tầng ý, nó không bao xuống được hơn nữa. Đúng không ạ? Bởi vì nếu mà một cái loa mới của nó rơi vào mấy chục triệu, nhưng mà nó xuống hết tầm giá thôi. Xuống hết tầm giá rồi. Và con này nhá, là phân tần gỗ các bác này. Đặc trưng của dòng Martin này, những cái phân tần nhựa hay là gì đấy thì nó không được đặc trưng dòng Martin. Martin là phân tần gỗ. Và các bác cùng xem nội thất của bên em, xem đây có phải hoặc là các bác ấy, cho các bác nào mà muốn mua ấy, hãy cho bác bao thợ đến đây test toàn bộ đấy, được kiểm tra toàn bộ trước khi nhận hàng đấy. Thì đấy là cái chính sách của bên em, là lúc nào cũng tự tin rằng đây là những cái lô loa về đầu tiên đấy các bác. Đây, những cái số series mã vạch này, và công suất của nó là 350W, công suất cực đại là 700W, có hai đường cút vào đấy. Martin màu đen black F12 đấy. Và con này các bác biết này, nhìn em thấy là con này được làm gỗ dán là cực kỳ tốt rồi, nó với loa về cái chất âm ra từ gỗ dán nó hơn hẳn hoàn toàn MDF rồi. Và thương hiệu Martin thì các bác không phải lo lắng là cái thương hiệu lạ lẫm gì cả, chơi cái dòng này cực kỳ ổn định và nó bền đấy, chất âm nó ra hay. Martin B3 là những cái dòng các bác nên chơi ở những cái dòng loa full đấy. Một video thông báo nhỏ lẻ là bên em vừa mới về đến đây là phải ấy luôn, và giá cho các bác ấy, và lần này sắp tới là em về cực kỳ nhiều những cái lô loa bãi, nên là giá cho các bác lúc nào giá tốt để đẩy hàng đi thật nhanh, nên là lúc nào cũng giá phải kịp sàn cho các bác đấy. Thì các bác sẽ theo dõi giá ở trên thanh tiêu đề, và đừng quên ấn một lượt đăng ký kênh và ấn chuông nhé, để theo dõi là cái lô này. Bên em sẽ cho các bác kiểm tra về cái nội thất này, thứ nhất này, và thứ hai là chất âm này, thứ ba là bên em sẽ mông má này, sẽ có những cái tập, những cái series về những cái lô loa của bên em nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video và các nhật tập tiếp theo của bên em nha. Và xin chào và hẹn gặp lại.